nhiều đêm quỳnh điêu mang mà á một đội thiếu niên Duy Lộc mang mã số B1 đội Yên Thành mang mã số C1 thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Hoài báo quân đội và vận động viên Công an. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời nhà báo Hoàng Sinh, báo Thương mại và cầu thủ Đình Hoàng lên tham gia buổi thăm. Đội thiếu niên Hưng Nguyên mang mã số A3. Đội thiếu niên Quỳ Châu mang mã số B3. Đội thiếu niên Anh Thân mang mã số A2. Đội Hữu Lương mang mã số C3. Đội Thị xã Cửa Lò mang mã số C3. Đội Thành Phố Vinh mang mã số A4. Như vậy là bằng A tính đến thời điểm hiện tại bao gồm Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Thành Phố Vinh. Đội Thiếu Niên Được mang mã số B2. Các bạn tôi thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn nhà báo Hoàng Sinh, báo Thương mại và cầu thủ Đình Hoàng đã giúp chúng tôi. Bạn thế mới là bạn tự thần. Giật cái tít ở bạn. Theo chương trình chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm cái thi đấu của giải Di Đồng gồm có 24 đội. 24 đội theo hình thức bốc thăm sẽ được chia vào 7 bảng. Thì có nhưng mà có cái đặc thù 7 bảng thì trong ngoài có 8 đội vào vòng tứ kết. Thì bây giờ thì có lấy được 7 đội vào làm hạt giống. Thì chúng tôi sẽ có một bốc thăm mang mã số tốt. Tức là đội đó không được làm hạt giống và phải được online sẽ làm hạt giống. Và sau đó thì cái đội không được làm hạt giống sẽ tham nổi lên vào giải bảng. Chúng tôi sẽ lấy rất nhiều giải bảng.